Bây giờ thì Thanh Điền và Yến Nhi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục món ngon. Nhi Nà, hôm nay thì ai sẽ vào bếp và làm đầu bếp? Không cần phải hỏi nữa đâu, chắc chắn là Yến Nhi rồi đúng không? Tại vì hôm bữa Thanh Điền đã vào bếp một mình rồi. Và hôm bữa nhớ là cái món Điền đãi Nhi rất là ngon nha. Hôm nay phải đáp trả lại sao coi được á. Yên tâm, nếu như vậy thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng vào bếp với Yến Nhi nha. Ngày hôm nay thì Yến Nhi sẽ vào bếp để làm một món ăn cũng rất là lạ. Đó chính là chè nếp cẩm sữa chua. Rồi trước tiên thì Yến Nhi sẽ giới thiệu với Thanh Điền. Nguyên vật liệu để làm món này thì mình sẽ cần là 500g nếp cẩm. Nếp cẩm thì Thanh Điền phải vo cho sạch. Sau đó là mình sẽ ngâm 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng? Thì nó sẽ ra được cái màu lá cẩm như thế này. Rồi. Rồi nhớ là sẽ chừa lại một ít để mình nấu chè. Mình sẽ cần là 300g dừa. Sau đó mình sẽ dắt phần nước cốt mình để riêng. Và phần nước sâu thì mình sẽ để riêng. Và 300g đường, một ít lá dứa để cho thơm. Và đây là sữa chua. Cái phần nước cốt dừa Điền vẫn chưa hiểu Nhi. Cái chén bên đây là chén nước cốt đúng không? Còn cái chén bên đây là nước giảo. Nghĩa là sau khi mà mình dắt cho thật là nước cốt thật là béo thì mình sẽ cho thêm nước vào để mình có lại cái phần nước giảo như thế. Nó loãng hơn, rồi lỏng hơn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt tay để nấu món chè này. Rồi trước tiên Thiển Nhi sẽ cho cái phần nếp cẩm này vào nồi ha. Rồi bây giờ Yến Nhi sẽ cho cái phần cái nước mà mình ngâm cái nếp á, nó ra màu lá cẩm như thế này. Mình sẽ cho vào đây hết luôn. Rồi mình sẽ cho cái phần nước giảo của nước dừa vào trong cái nồi này luôn. Mình cho bao nhiêu nước là vừa hả Nhi? Mình chỉ cho xăm xắp cái mặt nếp là vừa rồi đó Thanh Điền. Mình nấu bao nhiêu lâu thì sẽ đạt được tiêu chuẩn hả Nhi? Thường thường thì mình sẽ nấu từ 1 tới 2 tiếng. Thanh Điền xem coi là cái hạt nếp của chúng ta nó nở chưa, mềm chưa. Nếu mà vẫn chưa có mềm mà nước cũng đã cạn rồi thì cái phần nước cốt dừa giảo hồi nãy á, còn á, Thanh Điền sẽ cho thêm vào. Xem ra cái món này lâu quá Nhi ơi. Muốn ăn chờ ngon đợi thì nãy phải giờ mất công chút xíu chứ đúng không? Rồi bây giờ thì cái phần nếp của mình nó cũng đã sắc xuống và nó nở rồi. Thì Thanh Điền sẽ cho tiếp cái phần nước cốt dừa thật sự vào. Muốn thơm thì bây giờ phải cho thêm một ít lá dứa vô nữa. Nắp lại. Và mình sẽ nấu tiếp trong bao nhiêu lâu nữa? Cái Nhi nghĩ nửa tiếng nữa là có thể ăn được rồi. Nửa tiếng rồi đó. Rồi bây giờ là mình sẽ cho đường vào. Tại vì cái món này á, nếu mà mình đợi là phải thật là mềm cái nếp thì mình mới cho đường vô. Tại vì mình cho đường vô khi mà nó sôi lên là mình nhắc xuống thôi. Chứ không có để lâu. Nếu mà để lâu thì nó sẽ bị lại đường, nó sẽ không ngon. Nấu tiếp nữa. Chưa được ăn. Nhanh lắm, tại vì cái chỉ cần Thanh Điền thấy sôi lên tan đường ra là mình đem ra thôi. Rồi. Bây giờ là mình có thể nhắc xuống để mình thưởng thức được rồi. Nhưng mà nếu thích á, thì Thanh Điền sẽ cho vào tủ lạnh ăn ngon hơn. Rồi tắt bếp đi. Nhưng mà mới thấy là chè nếp cẩm lá dứa nước cốt dừa. Còn cái dao ua sữa chua đúng không? Yên tâm, cái đó là mình sẽ để lên trên cái phần sau khi mình múc chè ra chén thì mình sẽ cho cái đó lên trên. Nhưng mà cái muốn này bây giờ rồi. Nếu mà muốn ăn ngon với dao ua thì mình phải để lạnh đó Thanh Điền. Chờ tiếp không? Không, Yến Nhi đã chuẩn bị một cái phần để trong tủ lạnh để cho Thanh Điền thưởng thức được liền. Nãy giờ không chịu nói sớm, ăn ngay từ đầu khỏi phải nấu. Trời ơi, nếu mà vậy thì Thanh Điền đâu có chịu nấu cùng Yến Nhi đúng không? Nè, cái phần này là Yến Nhi đã để trong tủ lạnh nè. Rồi bây giờ là mình sẽ cho da u lên trên nha Thanh Điền. Rất là ngon. Anh Điền có biết không, trong cái nếp lá cẩm á, có chất chống ung thư rất là tốt. Đặc biệt là những người bị ung thư phổi hoặc là đại tràng. Rồi các bà mẹ mà mang thai và em bé nữa. Nếu mà ăn nếp lá cẩm á, thì rất là lợi sữa và có rất là nhiều chất sắt nữa. Mình đừng có mãi ăn chè mà quên mất cái nhiệm vụ chính của mình là đưa ra thực đơn trong ngày. Buổi trưa có gợi ý gì chưa? Buổi trưa thì mình sẽ ăn gà kho sả. Ăn với lại dưa chua. Và món canh là món canh khổ qua hầm với thịt. Còn bữa tối thì Điền đề nghị chúng ta sẽ ăn món khô cá tra chiên giòn, rau muống xào tỏi. Và món canh mình sẽ ăn món canh sườn non nấu với củ sen.